Câu chuyện đầu tiên, mới quen nhau, bạn gái đã rủ về quê. Đi có nghĩa là dạy gái, không đi thì không được. Tức là không đi không phải là đàn ông á. Đó là cách có chuyện của Seju. Wow, mới quen bao lâu mà được bạn gái mời về quê vậy? Lúc đấy là lúc mới quen vợ, là mới quen bạn gái được là khoảng 2-3 tháng thôi. Mà tới ngày nghỉ lễ mà tự nhiên bạn gái thì rủ đi về quê. Anh ơi, là bên đó chơi không? Là bên đó cách nghỉ ngơi cùng em đi. Cách xung quanh nhà em là rất là đẹp lắm, rất là đẹp. Đã có hồ nước rất là thật rồng, vậy là nó tới khoảng chiều là nó hoang hồn rất là đẹp. Anh có đi không? Đi cùng đâu? Em không? Quê là Bình Phước. Bình Phước, đúng rồi. Đẹp lắm. Bình Phước là nó tốc độ đó, đường cao su đẹp kinh khủng khiếp đúng luôn. Rồi. Nhưng mà lúc đó thì Sejun rất là bị sốc và không biết làm sao. Tại vì nghe mà vợ nói như vậy thì cảm giác giống như là Sejun đã nhìn tới về, đã tưởng tượng về cái đêm đụng phạm luôn. Biết sao? Ủa là tự nhiên rủ đi về quê thôi mà. Bạn gái thì chỉ là rủ đi về quê thôi, chơi thôi, chơi cùng nhau thôi. Mà Sejun thì nghĩ tới về đêm đụng phạm luôn. Người ta chỉ rủ về quê bình thường, ở Việt Nam chuyện đó rất là bình thường. Biết là lúc đó thì Sejun không biết. Tại vì trong văn hóa Hàn Quốc thì cái một việc mà rủ trai hoặc là gái, tức là bạn trai hoặc là bạn gái là về quê là gặp bố và mẹ, bố vợ của bạn gái. Cái đó có nghĩa là giới thiệu vợ sắp cưới hoặc là giới thiệu chồng sắp cưới cho gia đình và xin cho phép của gia đình về kết hôn. Hiểu ý không? Hiểu. Cho nên là cái đó là làm Sejun, khiến Sejun mà nghĩ tới về các đêm đồng phạm luôn. Là lúc đó là cảm thấy phấn khích hay là căng thẳng? Thôi phấn khích chứ. Căng thẳng làm gì? Sejun nói là khi mà về quê thì mới xác định là kiểu như là kết hôn. Còn nếu như ba mẹ lỡ như là ở Seoul đi, ở thành phố luôn, thì dẫn bạn gái về nhà thì có coi là xác định không? Là đối với Sejun đối với văn hóa của Hàn Quốc á. Đối với văn hóa Hàn Quốc là bây giờ thì cũng thay đổi nhiều rồi, nhưng mà vẫn còn nhiều người mà có tư tưởng là như vậy. Tức là giới thiệu bạn gái cho gia đình. Cái đó có nghĩa là cái đó là sắp cưới rồi. Đồng ý. Tại vì cũng vậy, ở Nhật cũng vậy luôn. Em cũng là khi mà em ở New Zealand, em có bạn trai. Khi đó thì em cũng mới 2-3 tháng quen nhau, với 2-3 tháng thôi. Nhưng mà anh nói là đi về quê đi. Thì em rất là ngạc nhiên. Trời ơi, chỉ có 2-3 tháng thôi mà chưa có chuẩn bị kết hôn đâu. Đúng rồi, đúng bạn rồi. Trai của Akari là người New Zealand đúng không? New Zealand, đúng rồi. Cho nên thật là ngạc nhiên. Chắc là Akari lỡ mà bị giải chay rồi. Cuối cùng Akari có về không? Có đi nhưng mà không có kết hôn. Không có kết hôn, đi mà về tráng thai hết. Khi mà mọi người nghe như vậy á, mọi người cảm thấy như thế nào? Có bị sốc không Akari? Thật là sốc. Sốc? Tại vì chưa có sẵn sàng đúng không? Dạ đúng rồi. Còn anh Sejun thì sao? Lúc đó anh nghe sao? Anh phấn khích luôn hả? Lúc tới thì Sejun chỉ nghĩ tới về đem đồng phẩm thôi, chứ cứ ăn hàng cái này thôi mà. Cái kết hôn thì để riêng, cái đó là để sau. Nhưng mà bây giờ nghĩ trước về cái đem đồng phẩm. Đem đồng phẩm ở đâu? Phải chuẩn bị cái gì mà đem đồng phẩm mà xuống Bình Phước thì chỉ có rừng cao su thôi đó. Không có cái hồ. Ôi. Cái hồ hồi nãy Sejun kể đó. Cao su đi dễ khó về nha anh. Nếu mà trả lời là không đi, em ơi hơi kỳ quá, là không đi như vậy thì cái sợ là bị bổ và làm vợ mà tổn thương. Mà giống như bị đổi chia tay mà giống như thế này. Tôi thì trăm lần thì không chịu. Nhưng mà trả lời là ok mà có đi như vậy thì cũng sợ bị giải gái luôn. Nhưng mà cuối cùng rồi là vẫn về. Cuối cùng là đi rồi. Là vẫn chấp nhận giải gái luôn. Tại vì trăm đầu thì chỉ có một cái từ. Động phòng. Đúng rồi. Sau đó thì sao? Sao có động phòng không anh? Có động phòng hả? Cái đêm động phòng nhưng mà cái đó buộc phải chăm ở quê hả? Cái đó là chỗ nào cũng thôi mà các khách sao mà 200.000 đó mà cái kêu yêu mà giới thiệu đó. Là không có động phòng ở dưới quê mà bắt đầu đi. Rồi đêm động phòng lúc nào cũng được, chỗ nào cũng được mà. Chỗ nào cũng 200.000 đó. Anh Ray thấy như thế nào? Thì đối với mình thì hơi khác, về ở bên Tây thì mình chưa bao giờ suy nghĩ như vậy.
là mình là người thành phố thì bố mẹ ở thành phố, thì nếu có bạn gái thì rất là gần bố mẹ thì đi gặp thường xuyên, thì không có quê để về. Bên Tây thì cái này gặp bố mẹ hay không gặp thì cái đó là chuyện của hai vợ chồng hay là hai bạn gái bạn trai. Bố mẹ ở đó không có nhiều quyền như ở đây. Khi mới sang Việt Nam là ví dụ là nhiều người Việt Nam nói là ở cái này thì phải hỏi mẹ. Nói thiệt là Kyle nghe những câu chuyện này, bản thân Kyle rất là ngạc nhiên luôn. Kyle không nghĩ là mọi người sẽ áp lực như vậy để đi về quê, tại vì chuyện đó là ở bên Mỹ cũng khá là bình thường. Thậm chí là bạn gái của mình có thể rất là thân thiết với gia đình của mình từ hồi nhỏ luôn, đúng không? Rất là bình thường á, bình thường á. Thấy áp lực như vậy thấy thương quá. Thật sự thấy thương quá anh. Quen thử con gái Việt Nam đi. Có. Chứ mà còn ở Nhật thì sao? Giống như là đàn ông sẽ tới nhà của bạn gái và xin bố của bạn gái nói như thế nào ta? Có thể xin phép đúng rồi, xin phép để kết hôn. Thường thì có cho phép không hay là? Thường nếu mà bố mẹ dễ chịu thì ok, nhưng mà có một số có thể là bố số nhất. Anh chưa gì anh sao? Sợ nhất. Sợ nhất là bố. Không cho phép. Đúng là cái này là cái sự khác biệt rất là lớn. Nhưng mà cách ở bên Hàn thì hay là như vậy. Nhiều bố mẹ hay yêu cầu là mày mà nó uống được cái này, uống được cái xô này, xô rượu này nó hết được thì là thử thách đó đúng không? Ừ, thử thách. Rượu đá, rượu đá. Uống hết cái này là mới cưới được. Đúng rồi đó, đây nè, để kể cho nghe là uống hết là uống hết được một bình rượu là. Nhưng mà không biết là Việt Nam thì khác nhỉ? Việt Nam thì thế nào? Đây có câu chuyện Việt Nam ở đây này. Đây Việt Nam đây. Nếu như mà bạn trai mà lần đầu tiên tới nhà em mà uống rượu mà vô ngồi bàn người lớn xong rồi vô mấy chú ơi mấy bác ơi là về ba mẹ em dẹp luôn. Không cho em quen nữa. Thiệt. Ủa? Hoặc là một bao thuốc lá dắt túi quần rồi này nọ kêu trời thanh niên giờ này không nhà Trinh hơi đặc biệt, nhà Miko rất là đặc biệt. Cái ơi. Khi mình mới gặp mà vợ thì trước khi làm vợ thì muốn vì gặp nhau ở Việt Nam thì muốn đưa về Séc để giới thiệu với bố mẹ. Vì lúc đó là thực sự muốn cưới và như vậy là bắt buộc phải giới thiệu với bố mẹ. Vậy là vợ tương lai về và vợ rất là hồi hộp vì tưởng là sẽ như là kiểu cái thủ tục như ở Việt Nam, phải đến nhà, phải bắt tay, phải làm cái này cái kia. Thực tế là vợ đến và gặp mẹ thì mẹ nói là xin chào ngồi đi, và sau đó thì chồng của mẹ đã nấu ăn, không phải là mẹ nấu ăn. Ở Hàn Quốc là bố mẹ bắt mình thử thách mình uống cái bình rượu là để cái mục tiêu là để xem mình có uống hết được không, hay là để mình say để hỏi mình, để tìm hiểu về mình. Brian hỏi rất là chuẩn rồi. Tại vì Sejun thì lúc này nó giải thích hơi thiếu là uống hết được thì cho phép cho kết hôn, không phải là cái này. Là uống hết thì thật ra là để xem, là nó uống hết thì tốt thì tốt, nhưng mà cái quan trọng là để xem cái người này uống được cái này, uống được bao nhiêu, uống được nhiều rồi nhưng mà nó giữ được bản thân mình hay không. Đó là nó vẫn lịch sự hay không. Lúc mà mới uống một ly hai ly như vậy thì nó vẫn bình thường, nó vẫn lịch sự. Nhưng mà uống ba ly bốn ly xong rồi bốn nó vô duyên, bắt đầu vô duyên. Anh ơi đổ nó một cái đi, một cái đến nhiệt không lịch sự là nó chết, nó bị cắt cổ luôn. Bắt đầu láo đấy, như mình vô một vài ly, mình uống một vài ly xong rồi mình bắt đầu mình láo mình nói chung là cái đó nó tùy thuộc vào không phải Kyle rất đàng hoàng nha, uống bao nhiêu cũng được, đừng có lo. Kyle độ lượng cao lắm. Rồi đó, câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai của chúng ta, mình nghĩ tự lập, bạn gái nghĩ vô tâm. Mình bình đẳng thì bạn gái nghĩ mình ki bo. Cái này là quan điểm khác nhau nè. Nghe có vẻ hơi Mỹ nha. Nghe chắc của người ấy, của tôi á. Câu chuyện này của ai? Câu chuyện của Brian. Sao Brian làm cái gì mà bạn gái nói mình vô tâm, rồi làm cái gì mà bạn gái kêu mình ki bo nè? Ki bo là gì? Ki bo là gì? Khai không biết nữa. Ki bo là keo á. Keo kiệt. Surface. Keo, you cheap. Thì đi ăn, đi chơi với bạn bè, đi chung với người yêu này nọ với nhau bên Mỹ. Khi mình ăn xong thì đa số gần 95% đi, thì mỗi người sẽ chia cái bill, sẽ chia ra
điều nhau. Của ai nấy trả. Thì khi Brian về Việt Nam á, Brian vẫn có cái suy nghĩ đó. Mình chưa hiểu là ở bên Việt Nam là ví dụ đi ăn xong á là sẽ có một người, nhiều khi là sẽ có một người nào đó họ sẽ trả hết. Và nhiều, và khi họ làm vậy mình sẽ biết là lần sau mình sẽ mời họ lại và mình sẽ trả cho họ, vì mình bù lại. Thì khi Brian mới quen người yêu bên đây á, thì mình chưa hiểu điều đó. Thì mình đi ăn xong hay gì đó, Brian sẽ muốn, ok, bây mình chia tay đi. Nhưng mà, không phải chia tay. Đi ăn xong chia tay đi. Mình chia tiền đi, mình chia bill nha. Nhưng mà sau khi mình làm vậy, bạn nó nói là mình tính toán. Mình là người tính toán. Đó là kêu là keyboard đó, kêu kiệt đó. Thì mà lúc đó mình chưa hiểu, mình thấy là cái chuyện này hơi ngược lại, trong khi mình không có một cái ý định gì xấu. Thì mình hơi thấy giống như bạn đó là cái bạn tính toán á. Cái này khó lắm, thật sự là nói thẳng là có quá nhiều vấn đề xoay vòng cái câu chuyện kêu kiệt. Và khi người Việt Nam nhìn vào người nước ngoài, họ xem người nước ngoài rất là keo kiệt, vì đúng là cái văn hóa là chia của ai nấy trả. Nhưng mà có cái phong tục ở Việt Nam là ví dụ như là ai mời người đó trả, không có cái chuyện mà chia ra. Trên thực tế thì đã có rất là nhiều lần khai họ thấy, và thấy thường xuyên trong các quán của Việt Nam thì là người ta sẽ đứng lên và người ta sẽ cãi nhau. Ê, no, thôi, tôi trả nha. Muốn trả, rất là muốn trả nè. Rồi là họ móc cái bắp ra, rồi họ bắt đầu móc tiền ra. Oh no. Rồi xong rồi là có giống như là cãi nhau ở cái bàn ăn để giành trả. Nhưng mà còn riêng trong chuyện tình yêu á, thì ở Việt Nam là gần như 100% là con trai trả. Như là hoặc là mời đi ăn là con trai trả, xong rồi đi uống nước là con gái trả, hoặc là đi coi phim gì đó thì là ngược lại. Nhưng mà luôn luôn cái chầu đầu tiên là cái chầu đi ăn là quan trọng nhất, là con trai trả. Với lại là có cái phong tục ở bên Mỹ là ai trả thì người kia sẽ để tiền bo, tiền tip. Phong trào bình đẳng giới thì bây giờ nhiều phụ nữ ở bên Tây thì mình mà mời họ tiệc kêu là trả tiền cho họ thì họ nói là em là tài sản của anh à, tại sao anh phải trả tiền cho em. Giống như mình xem thường người phụ nữ, thấy không? Là không đủ đủ tiền để trả. Nhưng mà ở Nhật thì sao? Còn ở Nhật thì như thế nào? Anh Shinsuke. Anh thở dữ vậy anh? Căng lắm anh. Căng quá vậy anh? Không hiểu. Akari hiểu không? Akari hiểu em nói tiếng Nhật lại với ảnh đi cho nó lẹ nè. Nói tiếng Nhật đi. Okane wa kedo kado kan. Hiểu rồi. Hiểu chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm thấy tiếng Nhật nó dài lắm mà. Nói cái gì mà hiểu. Bây giờ không... không chia sẻ. Không chia sẻ. Bây giờ không chia sẻ. Chắc là chia sẻ. Chắc là... kết hôn rồi. Khi... không là bạn trai bạn gái thôi. Dạ bạn trai bạn gái. Không chia sẻ. Là sao? Ai bao? Là mình sẽ trả hết đó. Là con trai trả hết lúc mà quen nhau đúng không? Dạ khuyên. Sau khi kết hôn là con trai, có thể là con trai trả hết. Ồ. Dạ. Kết hôn là có thể chia sẻ là bình thường. Vậy là trên qua bên Nhật Bản đi, nó khỏe. Sao em thích bên kia? Thích đi Mỹ. Ở Việt Nam là sau khi kết hôn là tiền vợ giữ hết rồi, đâu có đường đâu mà mình trả. Đúng rồi, ở Việt Nam kết hôn xong là tiền vợ giữ hết. Phát lương hàng tháng là mấy trăm ngàn gì đó. Đừng có mấy giờ mẹ uống cà phê thôi, hết tiền giữ rồi. Quen nhau thì con trai trả hết, mà lúc cưới nhau thì vợ giữ hết tiền. Khỏe vậy. Phụ nữ Việt Nam sướng quá rồi cậu nhỉ, đúng không? Cái văn hóa giữa miền Bắc và miền Nam thì cũng có những cái sự khác biệt trong cái chuyện giữ tiền. Dạ. Nghe nói là ở ngoài Bắc là giữ hết luôn á. Giữ hết mạnh luôn á. Trong Nam cũng giữ hết mà. Thì trong Nam đâu có đưa đâu. Đừng. Thôi cái nào anh lấy vợ Việt Nam đi rồi anh biết. Vậy thì ở bên Việt Nam á, khi mình cưới vợ thì khi mình làm việc xong mình về nhà mình có tiền lương mình phải. Đây là tiền của mình. Đúng. Đúng. Không đúng. Phải Ren nghĩ sai rồi, không thể nào vậy mà mình phải lại nữa. Này cái này gặp vợ ở Việt Nam là phải. Mấy người làm thấy ghê, có làm gì có gì đó. Mà, vừa phải. Mà thật sự là như vậy luôn. Không phải, cái thế giới bây giờ là rất là hiện đại rồi. Người ta về trước khi kết hôn người ta nói là bây giờ mình có 3 phần nha. Một 3 phần tiền, một phần của gia đình, là một phần em giữ riêng cho gia đình của em. Một phần là em có thể là một cái quỹ đen nào đó. Thì cái đó mình chia sẻ trước khi kết hôn. Rất là rõ ràng. Cô ấy là ngân hàng của gia đình. Cái con gái Việt Nam mà đếm số rất là lẻ. Số tiền rất là lẻ. Chỉ cần xòe cái viên kim cương không xòe là biết mấy cara liền luôn.
phụ nữ Việt Nam giữ tiền là rất là tất nhiên rồi, vì đàn ông nếu có tiền thì họ đi nhậu, thì chơi gái, đi đánh bài. Và mình thì có trách nhiệm mà. Vì vợ kiếm tiền nhiều hơn mình thì làm gì có đưa tiền cho vợ. Khi vợ có tiền rồi thì vợ phải đưa tiền cho mình vì mình nghèo. Và làm kinh doanh thì mình chỉ đi. Nhiều câu chuyện thú vị xung quanh cái vấn đề là keyboard, tiền bạc như thế này. Lại câu chuyện thứ ba. Sốc vì thói quen gấp thịt cho bạn gái trong bữa ăn. Hay là của chuyện của Vanessa. Lúc đó là Vanessa đi ăn với người này thì biết là cái bạn này hơi thích mình. Mà người đó là gốc của Hàn Quốc, sống ở bên Mỹ. Vanessa không có biết là ở bên Hàn Quốc á, là đàn ông hay gấp thịt cho đàn bà lúc khi đang ăn. Vanessa không biết, Vanessa cứ gấp bình thường à. Tại vì đói bụng quá, muốn ăn thịt thì gấp bình thường đúng không? Mà lúc đó anh ấy, em làm gì vậy? Dạ em đang ăn, em đói quá. Ở bên Hàn Quốc là đàn ông phải gấp cho đàn bà. Thì ảnh cũng kể ra cái lý do. Vanessa thấy nó cũng hay. Đàn ông đi làm cực khổ về thì muốn gấp cái miếng thịt này cho phụ nữ ăn, là giống như anh đi làm cực khổ, anh tặng cho em cái này. Mà bây giờ không lẽ mỗi lần mà em muốn ăn thịt là em phải hỏi anh, hay là em phải làm sao, hay là em phải giả bộ giống như là để gấp cái thịt rồi giả bộ á, xong rồi gấp chậm 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 đúng rồi chậm giống như mà sao lỡ khi ảnh đếm Vanessa ăn bao nhiêu thịt thì sao, Vanessa muốn miếng nào sao ảnh biết được. Trời lúc đó ơi. Bây giờ em không biết lý do tại sao em hỏi người đàn ông sau lưng em kìa. Xác nhận đi. Để Sejun giải thích rất rõ ràng cho về cái này. Không phải là chỉ có một mình Sejun mà là tất cả trai Hàn là đều như vậy hết. Tại vì cái đó giống như là suy nghĩ, cái đó giống như là một cái trách nhiệm của đàn ông cho bạn trai hoặc là người yêu của mình. Đi ăn gì đó, có thịt nướng gì đó, nếu mà thấy cái nào mà thấy ngon, nếu mà thấy cái nào mà ngon thì gắp cái này. Vợ ăn cái này không? Muốn ăn cái này không? Hồi trước Sejun thì bây giờ vẫn như vậy, vẫn làm cho vợ như vậy. Vợ ham nhận ra, bởi không? Hoặc nhưng mà nó chỉ là một hai miếng đầu thôi hay là trong suốt bữa ăn luôn? Cái đó thì tùy vợ, là nếu mà vợ cứ thích mà cư xử như vậy, tôn trọng như vậy, cảm giác là tôn trọng như vậy, luôn như vậy thì cứ bổ vào miệng cho là thế này. Vợ thì I know em cái này nè. Vanessa thích lúc khi ai chăm sóc cho Vanessa, không phải là không thích mà giống như cái một hai miếng đầu hay là giống như lâu lâu làm cho Vanessa là giống như nhường Vanessa trước xong rồi chăm sóc được, mà chủ cũng phải cho Vanessa thoải mái một chút giống xíu. Giống như là thả thính trước. Không, vậy mình cũng có cách mà. Thí dụ anh hỏi là em ăn cái này không, em ăn nguyên một cái bàn này. Nếu như mà người phụ nữ nói là thôi để em tự nhiên thì vẫn được hay là không được trong văn hóa Hàn Quốc? Nếu mà vợ thì muốn là để em tự ăn như vậy thì vợ cứ để vợ tự ăn là vẫn được đúng không anh? Nhưng mà em thấy sao em có thích cái cảm giác đúng không, được đàn ông gấp mà gấp liên tục vậy? Dạ không? Không hề. Tại sao? Em thích ăn gì em ăn cái đó thôi. Chứ chị Miko là khoái lắm. Liên phiền á. Sejun có bao giờ kiểu như là mình sẽ cho vợ mấy cái miếng dở thì mình giữ lại miếng ngon cho mình không? Cho miếng dở vậy? Không có trả tiền nè. Muốn cho đồ ăn dở nè. Nó hỏi Sejun. Thất vọng lắm luôn. Mình không bao giờ làm vậy nha. Sejun tin nuôi cái này nè. Lúc mà mới quen, mà lúc mà yêu thật là yêu mà nó trẻ trung giống như thế này thì làm giống như nãy giờ kể. Mà bây giờ thì Sejun thì rồi brain trung quá. Bây giờ thì Sejun thấy cái trong một đĩa món ăn thì thấy cái phần nào mà thịt ngon là nếu mà có phần mỡ thì có thể chưa mỡ ra, tách mỡ ra rồi vợ ơi cái nhìn mỡ này ăn cái này đi, và này gắp với cái rau rồi cái mỡ thì nó để dưới cho vợ ăn, rồi tôi thì ăn cái phần thịt mà nó ngon đó. Đúng là cưới nhau vậy là khác hẳn luôn. Thật lắm em ơi. Mai mốt tôi biết rồi, tôi kêu là mở ra tôi coi trong đó cái gì. Thì trẻ con không ăn hết thì họ đưa cho bố mẹ ăn hết, và như vậy là ở trong đầu của mình có cái cảm giác như là ai đó cho mình ăn hay là mình cho ai đó ăn, thì kiểu là mình không thích thì mình mới cho. Nhưng mà ở Việt Nam là ngược lại. Hồi đó là Kyle cũng không biết là cái cách ăn của người Việt Nam là ví dụ như là ăn chung, đem ra nguyên cái tô rồi đặt xuống rồi ai gấp lấy chung lấy vô nhau.
Nhưng mà ở Việt Nam là có một cái phong tục, ví dụ như là những người lớn là họ phải ăn trước những cái gì ngon. Nhưng mà Kyle thì là người từ phương Tây thì thích thấy cái gì ngon thì gấp liền ăn. Thì người ta nói là Kyle vô duyên thúi, tại sao Kyle? Vậy là cũng Kyle là đỡ rồi đó. Thế Kyle mà đến miền Bắc là phải lịch sự, là trước bữa ăn là phải mời từng người, tức là đúng rồi. Mời Santike ăn, mời Kyle ăn, mời hồi như lại hết đồ ăn luôn. Rồi đi mát, em có bao giờ em chăm sóc người yêu em kỹ càng tới mức mà lúc nào cũng gấp đồ ăn cho người yêu em chưa? Dạ có chứ ạ. Hồi lúc mà còn trẻ thì bây giờ già rồi. Nhưng đeo cái kiến vô cái nó già đi hả? Dạ, nói chung là cái thời còn sinh viên á thì lúc đó rất là chăm sóc cho bạn gái, thì bạn gái cũng chăm sóc cho mình, cho nên là khi mà mình có cơ hội được chăm sóc cho bạn gái thì mình cũng rất là hết mình. Từ cơm bưng, nước rót cũng có thể. Ví dụ như là nước canh thì ở đâu rồi ly nước thì để bên tay trái hay tay phải để cho em ăn cảm thấy thoải mái nhất. Rồi nói chung là mình phải sắp hết cho em đó. Còn bây giờ già rồi sao? Dạ giờ rồi thì thôi anh cũng đã từng làm rồi đó, em cũng biết rồi ha, rồi tự làm đi nha. Ở Việt Nam á thì thường là sẽ mời cái miếng đầu tiên ra, là bạn trai sẽ gấp cái miếng đầu tiên đó cho bạn gái của mình ăn, xong rồi sau đó mình sẽ lấy lại những cái miếng còn lại, rồi sau đó thường là mọi người sẽ tự ăn, nó thoải mái, nó còn cái miếng cuối cùng mà ai ăn, ai là người ăn cái miếng cuối cùng mà cái miếng, ai cũng cái miếng cuối cùng là cái văn hóa lịch sự của người Việt Nam, họ sẽ không bao giờ ăn miếng cuối cùng hết, bởi vì có nhìn cái kiểu mà lấy như vậy rất là vô duyên. Khi mà em đi Thái Lan thì em phát hiện ra một cái điều rằng là ở Thái Lan ấy nha, thì nó có một cái điều người ta nói thế này là ai mà ăn cái miếng đồ ăn cuối cùng còn ở trong dĩa thì sẽ có người yêu đẹp. Thế là Bảo đã ăn hết những cái miếng cuối cùng. Sao cuối cùng cái cách là gì? Khỏi kệ, bây giờ còn hơn là bỏ phí đúng không anh? Vợ Sejun và Sejun thứ hay đi ăn là cái miếng cuối cùng để lại rồi, nhưng mà vợ thì không bao giờ muốn để là nó phí quá, cho nên là chồng ơi há miệng ra, coi như là cái cố miệng của chồng là nó giống như là thùng rác đó. Bố vậy đây, không phải là nó để cái để bố vào trong miệng với cái tình cảm, mà là cái giống như là đang xử lý cái gì rác đó. Khi mình mới sang Việt Nam thì khi người ta gấp thịt hay là gấp mà đồ ăn cho mình thì mình thấy hơi xấu hổ, vì mình tưởng là họ tưởng là mình chưa biết ăn đũa thì họ muốn giúp mình ăn, thì mình thấy như là không, thì mình sống ở Việt Nam rồi thì mình biết ăn bằng đũa rồi. Giống như là nhập gia tùy tục, đúng như mình nói, văn hóa thì mình phải quan sát và tham gia, chứ không có phải là mình sống trong cái văn hóa của mình ở một cái nơi mà có một văn hóa hoàn toàn khác. Rồi thôi, câu chuyện tiếp theo. Bị bạn gái mới quen coi là con cá thứ hai. Con cá là sao? Hiểu không? Hả? Bắt cá hai tay. Bắt cá hai tay, giống như là backup vậy đó. Mỗi tay có một con cá. You take the fish to hand. Take two fish? Take two fish to hand. Thầy giải thích sao ta? Bắt cá hai tay. And you are second fish. Nghe câu chuyện sẽ dễ hiểu hơn. Rồi câu chuyện này của anh. Cái này là mới diễn ra khoảng 2 đến 3 tháng trước, lúc mà em còn học tập và làm việc tại Philippines. Có một bạn người Hàn Quốc, bạn ấy thích em và công khai theo đuổi em luôn. Và sau 2 tuần thì em có vẻ như là chịu đàn bạn này, bởi vì bạn này rất là dễ thương. Em mới cũng bắt đầu là đi chơi với bạn. Sau 2 lần đi chơi á thì em về thì em đã nghe một người bạn người Việt khác nói rằng là ê, nhỏ bồ mày nó đang đi chơi với thằng người Hàn Quốc khác kìa. Thì mình mới nói ủa gì kỳ vậy, sao nó quen mình rồi mà nó như vậy. Thì ngay cái lúc mà hai đứa đi chơi với nhau là có nói với nhau là mày có muốn date với tao không. Sau đó thì mình rất là giận, mình cũng theo mình cũng có giá mà sao tự nhiên bị người ta bắt cá hai tay kiểu này. Thì khoảng tháng sau thì mà em chuyển phòng thì em ở chung với một bạn người Hàn Quốc, người nam. Thì bạn nam mới nói là mày phải chia rất là rõ ra văn hóa của tao, là khi mà mày đang ở trong giai đoạn tìm hiểu thì mày có thể tìm hiểu một lúc nhiều người, còn khi mà mày đã thực sự mày in relationship rồi á thì lúc đó người ta mới sẽ không có bắt cá hai tay nữa, thì mày mới là only fish chứ không phải là cái second fish gì nữa. Em không biết nói tiếng Hàn, bạn ấy cũng không biết nói tiếng Việt, giao tiếp bằng tiếng Anh kiểu bập bẹ thôi. Thì lúc đó chỉ cái môi chữ date đó thôi, không lẽ dùng chữ như là discover hay là research gì. Thế mà Vanessa rất là đồng ý luôn. Đúng rồi, cái chuyện này á, Vanessa đang nghĩ vậy nè, giống như đàn bà có thể thả thính, giống như đàn ông đang cua mình đúng không, thì mình phải chọn người nào tốt, người nào xấu. Trước đó là thôi bạn bè trước đi, tìm hiểu coi thử có đáng cua không. Sau đó là anh chọn ai là anh bỏ thật sự cái lòng của anh vô.
đúng không? Không phải là giống như quen tùm lum tùm la. Mà phụ nữ á, là mình có thể ok, anh này cũng vậy, anh này giống như anh này tốt, anh này giống như chăm sóc mình. Thì lúc đó thì mình chọn là mình mới bắt đầu. Ở bên Mỹ thì cái chuyện mà mình trong cái thời giai đoạn mà mình đang tìm hiểu nhau, dating á, thì cái chuyện mà mình được quen đi chơi với người khác thì nó rất là bình thường. Nghĩa là chưa boyfriend girlfriend á, cái giai đoạn mà chỉ trước đó gọi là dating á, thì mình vẫn quen người khác được. Hồi xưa trước khi tại vì mình cũng ở bên Mỹ và cái suy nghĩ là khi mình về dating mình vẫn thoải mái, mình vẫn có thể đi chơi với bạn khác được. Lúc Brian đang tìm hiểu về nhiều cũ thì mình có đi chơi với một bạn khác. Rồi sau đây mình cái nhiều cũ với mình tới với nhau á, thì Brian có kể là bạn nó có hỏi thì Brian không có nghĩ gì nhiều, tại vì Brian cũng nghĩ là ô cái chuyện bình thường mà, thì mình chỉ kể lại thôi. Thì trong thời gian đó mình có gặp bạn khác. Rồi sau đó bạn nó tức quá trời, bạn nó chửi mình sắp mặt luôn á. Chửi sắp mặt luôn. Mà cô đó là người Việt Nam hay là sao? Người Việt. Là ở Việt Nam là cua hai cô cùng một lúc đúng không? Không phải gọi là cua, tại nhưng mà trong cái thời gian Brian đang thích một bạn này, Brian cũng đi chơi với bạn khác, đi chơi bình thường thôi. Đi chơi bình thường. Bình thường nhưng mà bạn nói như thấy, okay. Nhưng mà bạn nó thấy vậy không có chấp nhận được. Ủa vậy nếu như chị thấy là cái chuyện mà con gái có thể lựa chọn những người đàn ông một lúc á, con trai cũng đang tìm hiểu á, thì có được quyền tìm hiểu nhiều người không? Được tìm hiểu chứ, giống như đi mà không phải là cố ý làm cho, giống như nó là một cái, nó không phải là cố ý làm cho người đó phải thích mình hay cái gì đó, mà giống như đang tìm hiểu như vậy thôi. Cái sốc của em ở đây là cái gì em? Thực ra là nè, cái nó vẫn nằm ở cái định kiến á, thường là một người nam đi tìm hiểu nhiều người con gái thì thường sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn cái chuyện là một người con gái đi tìm hiểu nhiều người đàn ông cùng một lúc. Thì lúc đó em bị sốc là một phần là như vậy, bởi vì là em thấy bạn nữ này sao cùng một lúc mà lại đi tìm hiểu tới hai người luôn, mông lung như một trò đùa ấy. Rồi xong rồi em mới kể chuyện đó cho người bạn cùng phòng, người hàng của em, thì nó nói là không phải, khi mà mày chỉ mới vào trong giai đoạn tìm hiểu thì mày sẽ được phép tìm hiểu nhiều người. Lúc đó là giai đoạn tìm hiểu, nhưng mà giữa hai người nó đã thấm thiết tới mức độ nào rồi? Mình phải rất là clear với nhau. Ok, đầu tiên giống như là ok, mình có thể đi chơi với nhiều người, không có vấn đề gì hết, tại cái chuyện đi chơi là chuyện bình thường. Nhưng một khi mà giống như Vanessa nói, mà mình đã bắt đầu mình để ý tới một ai đó rồi, thì là mình chỉ nên focus cho người đó thôi, chứ không phải là mình thích người này rồi mình cố tình làm cho người này thương mình rồi mình lại tiếp tục làm cho một người khác thương mình cùng thời điểm. Đúng đó rồi, tại vì một người thì cái đó mới là wrong, đó mới là sai. Đừng có tưởng tượng trong một mối quan hệ, mà là mình phải trò chuyện với nhau và cái tính rõ ràng nó như thế nào. Mà mình có thể chia thẳng làm ba giai đoạn. Giai đoạn một là analyzing, là mình sẽ phân tích tất cả các đối tượng casting có tiềm năng trở thành đi casting á. Rồi giai đoạn số hai, giai đoạn số hai là giai đoạn mình chính thức công bố mình chinh phục. Mình theo đuổi thì ở giai đoạn 1 có quyền làm cái gì cũng được, nhưng mà ở giai đoạn số 2 đã chính thức chinh phục thì đối tượng chỉ nên giới hạn là một mà thôi. Và đến giai đoạn số 3 là officially, là hẹn hò chính thức ý. Đúng mà rồi. Trên một là đó là hoàn toàn sai trái, không có nền quốc gia hay văn hóa nào chấp nhận cái chuyện đúng, mà mình đúng, bắt đúng, cá đúng, hai đúng, tay đúng. Cả Kheo cũng nghĩ như vậy đó. Chính xác, đồng ý. Rồi, hợp lý. Clear ha. Tiếp tục. Bạn trai thẳng thắn quá khiến mình nghĩ mình là virus mang mầm bệnh. Cái này khó hiểu vậy ta? Cái này khó. Đây, đây, vậy cho chuyện của mình. À, chuyện của Trinh hả? À. Ok, thế thì mình phải tua lại về cái chuyện mà giai đoạn tìm hiểu nữa. Thì hồi xưa mình có một người bạn thân là người Mỹ. Mà người Mỹ thì nổi tiếng là cái sự thẳng thắn. Có một hôm là mình đang trong giai đoạn tìm hiểu để chuẩn bị update là một giai đoạn mới đó, thì anh mới hẹn đi ăn trưa. Nhưng mà chuẩn bị tới giờ hẹn thì mình lại bị bệnh. Alo. Hơi bệnh nhưng mà mình vẫn đi ăn trưa nha. Anh trả lời như nè: ủa bệnh hả? Thôi đừng gặp, biết sao không? Gặp lây bệnh cho anh. Ups, chuyện gì vậy? Mình nói: à, có phải ý của anh là em đừng có nên ra đường, bởi vì ra đường em sẽ bệnh hơn không? Ý anh là vậy phải không? Nói: không, mà anh có cuộc họp rất quan trọng, em bệnh là em sẽ lây bệnh cảm cúm cho anh, là không có được, anh cần phải khỏe mạnh, nên là em ở nhà đi nha. Bây giờ em chỉ có bệnh là bệnh quen anh thôi. Xong em chứ không nghĩ như Vanessa, chị tức rồi. Chị nói: what? Tại sao có những cái chuyện mà thẳng thắn đến mức mà tạch vô mặt mình như vậy? Để ra là phải khéo léo. 10 phút sau thì có người bấm cửa, bấm chuông nhà Trinh. Mở ra là mình tưởng bạn ai nghe, không phải, là một cái ông delivery gì đó, là một cái người giao thức ăn tới, trong đó có thuốc, có đồ ăn, có súp. Nhưng bạn thì không tới nha, anh có cuộc họp quan trọng và anh không muốn bị lây bệnh.
trời ơi. Không muốn có virus. Vô tâm. Có xuất hiện. Đó thì bây giờ mình nói vấn đề đó. Bây giờ đó vô tâm Mỹ đúng không? Không? Mỹ đúng không? Mỹ. Bây giờ có rất nhiều Mỹ ở đây, chọn Mỹ nào nè. Có Vanessa, có Brian, có Kyle York nè. Trinh muốn lắng nghe thử Brian, tại vì Brian là người rất là tự lập và người rất là thẳng thắn. Chưa có hiểu. Em hiểu mà, ý là bạn trai không có nói nhẹ nhàng mà. Nói nhẹ nhàng luôn đó. Ồ vậy hả? Em hả? Em bệnh thì em ở nhà đi, đừng lây cho anh nha. Hồi xưa khi mới về Việt Nam thì Brian cũng vậy á, kiểu biết ngay là anh này vậy mà. Suy nghĩ gì thì nói, nhưng mà bây giờ mình thay đổi rồi. Mình bạn đầu tiên của mình ở Việt Nam á thì họ nói một cái câu với mình luôn nhớ là mình phải đợi đúng lúc để nói. Thì có nhiều thái cái bạn sẽ nói quá thẳng, thì bạn nói tại sao anh phải cần nói liền, anh có thể đợi khi em ổn hơn rồi nói. Mình phải khéo và mình phải chọn thời điểm để nói. Phải khéo hơn, để ý hơn. Lúc đầu á ảnh nói là ok, đừng có lay anh, mà sau đó ảnh cũng gửi tới đồ ăn. Thì cái đó cũng hơi hay á, là tại vì Vanessa rất là thích đàn ông mà khỏi cần nói làm trước. Ok anh, đừng có lay nha. Ok, để sorry, sau đó để một hồi ảnh chuẩn bị đồ cho mình để giống như chăm sóc của mình. Nhưng mà có cái cách nào đó khéo hơn thì đỡ tổn thương hơn. Thì thật không? Ra là cái vấn đề là ở cái chỗ khéo, cái từ đó rất là quan trọng với người Việt Nam. Mà đôi khi thực sự Kyle nhận thấy người Mỹ thì rất là thẳng thắn, cái gì ra cái đó, nói cái gì ra cái đó, rất là thẳng tính luôn. Thì đôi khi là cái sự hiểu lầm về văn hóa khiến cho người Việt Nam lại thấy cái hành động đó là rất là vô duyên. Người Việt Nam đặt cao cái từ khéo. Phải là một người biết nói, biết thời điểm, rồi biết chăm sóc đúng lúc, nên thật ra là nó mâu thuẫn là gì đó. Thật ra cái câu chuyện của Trinh á, nó vẫn nằm ở cái phần giai đoạn đầu mới tìm hiểu thôi đúng không? Đúng rồi. Chỉ là mới tìm hiểu thôi, vẫn chưa có cái gì gọi là officially hay là dating, cho nên là nó cũng rất là khó. Nên không biết là GA với lại Thiếu Lan thì thấy cái câu chuyện này như thế nào. Nếu như mà cũng là tìm hiểu nha, thì nếu là GA có tới không? Tới gì? Có tới gì à? Mang đồ. Mình đang tìm hiểu, mình đang muốn cua người ta mà, phải tới chứ. Dù mình bị bệnh nhưng luôn. Mà tới lỡ bệnh sao? Đeo khẩu trang vô cách ly đứng xa xa xíu nè. Nhưng mà đối với em á thì vậy nó mới kỳ đó. Nhưng mà đối với em thì xuất hiện đeo khẩu trang đúng không? Đúng rồi. Thẳng thắn là tốt, nhưng mà tại vì em cũng gặp nhiều cái trường hợp là ví dụ như khéo á, như Brian nói á. Thì cái đợt đó là em đi quay một cái chương trình cái MV ca nhạc đó, Cảnh Hung. Thì em mới về, em muốn thú tội trước, muốn lựa ngay lúc mà bạn nó vui vẻ nhất mà để em kể. Thì em kêu là cảnh đó có hôn không vậy vậy. Xong cái bạn đang vui cái: ê, tao đang vui luôn á. Xong em kiểu: ủa thì biết đang vui mới kể, nhưng mà phá mối tao á. Phá mối. Xong kiểu em cũng không biết sao, nên là em thấy khéo cũng khó lắm, anh cũng không thể nào khéo được đâu. Không, em không có khéo luôn á. Đợi em khéo mà. Sao được kêu là không để ổn mày nói. Thì khéo đâu có liên quan tới em luôn á. Nhưng mà Brian thấy cái khéo của người Việt Nam là một điều cũng rất là tốt. Người Việt họ sẽ khéo bằng cách là giống như là họ sẽ làm gì đó tốt. Giống như là, I don't know how to say it. Like, it doesn't harm to be khéo. Like, there's no harm in it. Giống như là mình càng khéo thì cũng tốt, đâu có gì xấu đâu. Tức là mình khéo trong cuộc sống thì là không có hại gì mà cả. Mà phải có hai thứ, giống như mình khéo quá mà mình không có nói năng gì á. Nhiều lúc là không phải là khi nào em cũng là mind reader được hết. Giống như lâu lâu mình cũng phải nói ra giống như những cái lời cho người khác hiểu, thì chắc cũng cần cái balance hiểu. Đó. Nói chung khéo đó, nó ngoài cái chuyện là học ra thì nó còn thuộc về khiếu nữa. Phải có người có khiếu cái đó lắm chứ. Thế còn em có học cỡ nào. Em không có đó, khiếu đâu ha. Giống như là Bảo nói, Bảo là kỹ thuật rồi. Ý là Brian nói là khéo léo thì tốt, nhưng mà cộng với đó phải có sự chân thành, honest nữa. Thì mới ra cái kết quả. Lúc đó em rất là chân thành luôn á. Nhưng mà Thiếu Lan thấy như thế nào? Thế như thế nào, nếu là em thì em sẽ mong muốn là dạng trai sẽ đối xử với em ra sao? Dừng luôn. Mặc dù là nhận đồ ăn rồi nhận đồ để chăm sóc mà em tại cũng sẽ nó thôi không luôn. Có tình cảm mà em thì em thích em bị giàu tình cảm á, nên em cần một chàng trai khác, giống như là ví dụ em bận hả, anh lại càng muốn gặp em hơn, anh càng muốn gặp để em anh chăm sóc trực tiếp cho em. Mà cũng tại cái lý do đó mà Trinh quyết định là không có tới với bạn đó, chỉ vì một cái tích tắc nhỏ thôi đó. Thật ra bạn nói thẳng thắn là tốt. Nhưng mà có những cái cách nói, giống như là hồi nãy Trinh nói là nếu mà em mệt thôi em nghỉ nhà đi, cần cái gì thì anh đem qua cho. Chứ nếu mà nói thẳng là thôi
anh không muốn là em lây bệnh cho anh đâu, tại vì anh có cuộc họp. Cái đó thì mình nên giữ trong lòng thôi, chứ mình đừng có nên thể hiện cái điều đó ra thì nó không có được duyên dáng lắm, mà cũng không được khéo lắm. Nếu như mình là một người đàn ông mà mình đang cua một con gái thì mình muốn thể hiện cho họ biết là mình thật sự quan tâm, mình càng được điểm đúng không? Chứ mình gửi đồ về nhà khao cũng thấy vô gì nữa. Ừ đó, thấy chưa? Chị Trinh không có sai đâu, Trinh đúng. Thì đàn ông bình thường thích nói thẳng hơn là phụ nữ thì vòng vòng ở bên tay cũng vậy. Mà vợ mình bây giờ thì cũng thích kiểu là nam nói nhẹ nhàng hay là vòng vòng, nhưng mà thực tế là nếu nói như vậy thì nam sẽ tức giận, nếu nói thẳng thì có lẽ là vợ sẽ tức giận. Và mình có cái chiến lược rất là khôn là mình làm cho vợ tức giận, nhưng sau đó thì mình chăm sóc con rất là kỹ, thì dọn dẹp, nấu ăn, hay là mới nói với vợ là đi massage đi, hay là về quê đi, và anh sẽ ở nhà chăm sóc con 2-3 ngày. Sau đó thì vợ đi và quay lại thì ok rồi, và không có vấn đề nói gì. Nói chung là với anh học được cái khéo của người Việt Nam rồi đó. Nói chung là lúc nào quay cái chương trình này cũng rất là vui, bởi vì có thể nói là cái sự khác biệt về văn hóa nó tạo nên rất là nhiều những cái cuộc tranh luận thú vị giữa Việt Nam cũng như là các bạn bè đến từ khắp nơi trên quốc tế. Thế thì ngày hôm nay, trước khi chúng ta kết lại cái tập là sốc văn hóa thế này, thì chúng ta hãy thử bình chọn coi là ngày hôm nay cái câu chuyện nào để lại cho các bạn ấn tượng nhiều nhất. Em không thấy câu chuyện nào ấn tượng hết. Không có được câu chuyện nào luôn. Tại vì nó có những vấn đề nó quá bình thường, không có ấn tượng lắm. Cuộc đời em thật sự nhạt nhẽo luôn á. Ok, đi mát. Hôm nay nói chung là những câu chuyện nó cũng siêu anh, những chủ đề nó cũng hơi giống nhau à. Thế là em cũng chưa có nào ấn tượng. Hoa Đông Tây đúng không? Dạ, nó rất là nhẹ nhàng và bật lên. Dạ. Vậy thì tụ trung lại, tính ra là câu chuyện nào nó cũng có cái hay của nó và cũng có cái chưa hay của nó. Cái chưa hay ở đây á là tại vì nó khi mà áp dụng vào một cái quốc gia khác thì nó chưa có phù hợp lắm thôi. Giống như anh Kai York nói như vậy, thì chúng ta là dù biết càng nhiều thì là càng tốt. Vậy khi mà chúng ta đến với một cái quốc gia nào, hay là gặp một cái tình huống nào, hay là đang làm quen với một ai đó, thì chúng ta phải đem hết, vận dụng hết tất cả những cái kiến thức, những cái kỹ năng của chúng ta ra, cộng với tấm lòng của chúng ta, để mà chúng ta đối xử một cách tốt nhất. Kyle nghĩ tới cái một từ đó là dung hòa. Nó phải có một cái, mình phải quan sát mình đang ở đâu. Thật ra là mình không thể nào bắt ép người ta phải giống như cái văn hóa của mình. Một lần nữa cảm ơn Kyle York, cảm ơn các bạn bè quốc tế cũng như là các nghệ sĩ đến từ Việt Nam đã có những cuộc tranh luận rất là thú vị cùng với nhau. Xin một tràng pháo tay ạ.